Thứ hai, an thanh tịnh tâm, an ổn tương ứng với tâm thanh tịnh. Tâm an, thân an cũng phải giúp cho hết thảy chúng sanh thân tâm yên ổn. Chúng ta nghĩ tới chính mình mà cũng phải nghĩ tới người khác. Chính chúng ta mong đạt được thì cũng phải giúp người khác đạt được. An như thế nào? Buông xuống liền yên ổn. Nếu quý vị chẳng buông xuống, thân tâm vĩnh viễn chẳng thể yên ổn. Buông ngũ dục lục trần xuống, đấy là bên ngoài, cảnh giới bên ngoài phải buông xuống. Bên trong phải buông tham sân si mạng xuống, tâm liền yên ổn. Sống trong thế gian này, hết thảy tùy duyên, chẳng phan duyên, thứ gì cũng đều tốt, chẳng có gì bất hảo. Quý vị sống vui sướng lắm, tự tại lắm. Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên, đừng phan duyên. Phan duyên là chính mình nghĩ nhất định phải như thế nào đó, như vậy thì quý vị sẽ bị khổ. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, sẽ có vui sướng. Vị bạc nhất thiết chúng sanh khổ cố, giúp hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Nêu gương cho người khác thấy. Thân hành, thân phải làm được rồi mới ngôn giáo. Do vậy, chúng ta thấy bậc đại thánh đại hiền xưa nay trong ngoài nước, các ngài đã chọn nghiệp gì trong một đời? Dạy học, dạy chữ. Thời cổ, người đọc sách bèn theo đuổi sự nghiệp dạy học. Nếu đỗ đạt, họ sẽ ra làm quan. Thi không đậu, sẽ theo nghề dạy học. Thuở ấy, tuy dạy học rất thanh bần, gọi là cùng tú tài, hết sức vất vả, điều kiện sinh hoạt vật chất rất tệ, nhưng địa vị xã hội rất cao. Vì sao? Người ấy chăm sóc thế hệ kế tiếp, tận lực tiến hành. Những gì được nói trong đệ tử quy hiện thời, người ấy đều làm được. Cảm ứng thiên, người ấy thực hiện được. Quý vị thấy những gì Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói, quý vị đều hiểu. Người ấy thực sự làm được, nêu gương rất tốt trong xã hội. Biết đủ, thường an vui, tạo thành một không khí rất tốt đẹp trong xã hội. Con người không có tham tham, xã hội sẽ yên ổn. Nơi ấy sẽ chẳng có tai nạn. Do vậy, tuy những người ấy thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng đã cống hiến rất lớn đối với xã hội. Nghề thứ hai được xã hội tôn trọng là thầy thuốc. Ở Trung Quốc, vào thuở trước, một là dạy học, được gọi là phu tử. Thời cổ gọi họ là phu tử, tức là thầy. Thứ hai là thầy thuốc, thầy lang, được mọi người tôn trọng. Thầy lang giúp đỡ bệnh nhân, chẳng đòi hỏi tiền bạc. Ông ta là người cứu mạng, làm sao có thể đòi tiền? Bệnh chữa lành rồi, tùy theo gia cảnh mà quý vị tặng một chút lễ vật báo đáp.
chứ thầy Lan chẳng thể chủ động đòi hỏi. Gia cảnh quý vị khá hơn sẽ tặng nhiều hơn một chút, hoàn cảnh khó khăn tặng ít một chút. Nếu thực sự rất khó khăn, ngay cả thuốc men thầy Lan đều biếu không. Do vậy thầy Lan được mọi người tôn kính, không giống như hiện thời. Hiện nay chỉ mong cầu lợi lộc. Tôi nghe nói ở bệnh viện bệnh nhân bệnh nặng vẫn ở ngoài cửa, lúc không có tiền sẽ chẳng được chữa trị. Quá khác biệt so với y đạo thời cổ. Hiện nay có y mà chẳng có đạo. Trước đây là có y có đạo. Hiện nay còn có một chuyện, nghe nói kẻ làm thầy mở lớp dạy thêm để kiếm rất nhiều tiền, dạy trong nhà trường, giữ lại phân nửa chẳng giảng, giữ lại kiến thức để ép các ngươi nhất định phải đi học thêm với ta, ta sẽ giảng bổ sung phân nửa còn lại. Đó là muốn kiếm tiền, mở tiệm dạy chữ. Do vậy, lẽ nào thế gian này chẳng có tai nạn? Ngay cả hai hạng người này mà còn chẳng giữ vững phẩm chất, đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước kia, hai hạng người này chẳng bị ô nhiễm, thật sự thanh tịnh, được người ta tôn kính.